Vâng, và để tạo tác được một cái pho tượng hoàn hảo nhất thì sẽ có sự kết hợp của ba yếu tố, đó chính là về chất gỗ đẹp, những đường vân đẹp, gỗ cứng chắc lâu bền thì sẽ được kết hợp với bàn tay của người nghệ nhân để đục chạm nên một cái pho tượng thổi hồn, sống động và chân thực nhất. Tiếp nữa thì là yếu tố thứ ba mang đến, đó chính là mang đến những cái giá trị phong thủy trong từng cái pho tượng. Và hình tượng hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu đó chính là một trong những cái hình tượng được sử dụng nhiều nhất trong các nước Á Đông và trong đó cũng có cả Việt Nam. Thì đó chính là pho tượng Quan Công. Quan Công ông tên thật là Quan Vũ, còn được gọi là Quan Công, ông có tự là Quan Vân Trường. Những tên khác như Trường Sinh, Mỹ Nghiêm Công, Quan Đế cũng đều chỉ tới ông. Quê quán của ông ở huyện Giải, quận Hà Đông, nay là Vận Thành, Sơn Tây, Trung Quốc. Ông là một vị tướng quân rất giỏi, đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán với vị vua là Lưu Bị. Ông đúng là người đầu trong ngũ hầu tướng của nhà Thục, gồm có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. Ông xuất hiện trong tác phẩm lịch sử nổi tiếng của đó chính là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Sau này thì ông còn xuất hiện ở nhiều tác phẩm nghệ thuật như kịch, chèo, truyện, phim ảnh. Trong dân gian, mọi người coi ông là một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa, ghét kẻ xấu và luôn đứng bênh vực người yếu. Ông là một trong những hình ảnh nói lên tính trung thành và tính chính trực. Và khi ông gặp được Lưu Bị và Trương Phi, ba người đã kết nghĩa huynh đệ, thề chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Giờ vẫn còn nhiều tác phẩm nghệ thuật kể lại câu chuyện ba người kết nghĩa huynh đệ tại vườn đào, hay còn gọi là đào viên kết nghĩa. Sau khi Lưu Bị gặp được Khổng Minh thì Quan Công cùng với Khổng Minh đã trở thành hai cánh tay đắc lực phò trợ cho Lưu Bị lập nên nhà Thục Hán. Khi ông mất, ông được người đời phong là Thánh Võ, Khổng Minh được người đời phong là Thánh Văn. Hiện nay có rất nhiều người sử dụng Quan Công để trưng bày trong nhà. Tượng Quan Công được đặt ở các vị trí có sao xấu chiếu tới để ngài có thể che chở, giúp đỡ gia chủ hóa giải hung khí sát khí. Đối với những ngôi nhà có hướng xấu thì mọi người sử dụng tượng Quan Công hướng thẳng mặt ra cửa chính để ngăn chặn tà ma ngoại đạo xâm phạm vào nhà. Gia chủ nên lựa chọn bức tượng Quan Công có thần thái dữ dằn một chút, vì thế sẽ có nhiều năng lượng để bảo vệ cho gia đình hơn. Ngoài ra, khi có tượng Quan Công ở trong nhà sẽ giúp cho tình cảm gia đình luôn hòa thuận, êm ấm và công việc làm ăn của người sẽ thuận lợi và may mắn. Hình ảnh ngựa xích thố đã gắn liền với Quan Công trong nhiều giai thoại. Tượng Quan Công cưỡi ngựa bắt nguồn từ câu chuyện Quan Công cưỡi ngựa xích thố, tay cầm thanh long đao, vượt qua năm ải và chém đầu sáu tướng để về với quân Lưu Bị. Hình tượng ngựa gắn liền với Thảo Nguyên nói lên ý chí tiến về phía trước, không ngại khó khăn gian khổ, kết hợp với hình tượng Quan Công khiến người ta thấy được dáng vẻ uy dũng oai phong, ý chí chiến đấu mạnh mẽ, không quản khó khăn, chắc chở lao về phía trước, đương đầu và làm nên tên tuổi của vị tướng truyền kỳ trong lịch sử Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Như quý vị thấy thì cái pho tượng này thì được làm trên chất liệu gỗ hương, pho tượng Quan Công cưỡi ngựa xích thố rất là độc đáo. Về cái pho tượng này thì như quý vị thấy được là cái thần thái của ngài rất là oai phong, và trên tay thì đang cầm một thanh long đao, và ánh mắt của ngài thì đang hướng về thanh long đao với cái ánh mắt rất là mạnh mẽ. Nhìn vào cái nét mặt của ngài thì đã có thể thấy được là tác dụng phong thủy đó chính là trấn trạch, trừ tà và xua đuổi những cái điều xấu khi mà đến với gia chủ. Thì cái pho tượng này ngoài ngài Quan Vân Trường cầm thanh long đao thì cái chi tiết về áo giáp hay còn gọi là long bào, thì long bào thì sẽ được sử dụng đối với những người tướng lớn, nổi tiếng và có tài thật sự thì sẽ có hình ảnh rồng trên cái phần áo giáp của ngài. Và về thực tế thì áo giáp của ngài thì bảo vệ cho ngài tránh được cái sự tấn công của quân địch, và thứ hai nữa thì là cũng có ý nghĩa phong thủy khi mang về trang trí trưng bày, đó chính là ngăn chặn được đối với những cái khí tà khí không tốt và những cái năng lượng không tốt đến cho gia chủ. Và chia sẻ cho quý vị về kích thước của pho tượng này thì có chiều cao là 69, chiều rộng là 43 và chiều sâu là 18, và có giá là 6.500.000 đồng. Đối với pho tượng này thì từng cái nét đục, từ cái nét mặt đến phần thân của ngài đến hình ảnh về chú ngựa thì được đục rất là sắc nét, tỉ mỉ và công phu để tạo tác nên một pho tượng rất là đẹp và độc đáo. Và trước gần thì quý vị còn thấy được là những cái đường vân của chất liệu gỗ hương nổi lên trong cái tác phẩm này.
Và một chi tiết nhỏ ở trên này nữa thì như quý vị thấy thì bên đồ của Văn Sáu có làm một cái dây cương ngựa trên tay của ngài, làm rất là sinh động cho cái tác phẩm này. Một pho tượng mang đầy đủ các ý nghĩa về đầy đủ các đặc điểm về chất gỗ, mang lại cái nét đẹp cho người khi mà thường lãm cái pho tượng này. Thứ hai nữa là mang lại rất nhiều cái giá trị năng lượng tốt đến cho gia gia chủ về cái yếu tố phong thủy. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta vừa cùng nhau đi tìm hiểu về hình tượng quan công trong lịch sử của thời Trung Quốc, và cùng nhau đi tìm hiểu về một cái pho tượng quan công cưỡi ngựa xích thố được làm trên chất liệu gỗ hương, đã đi chi tiết về từng cái nét đục, nét tạo hình cũng như là những đường vân về kích thước và giá thành. Quý vị nào muốn mua pho tượng này hãy liên hệ ngay tới đồ gỗ Văn Sáu qua số điện thoại 0968 152070 và 0972 282070 để được liên hệ tư vấn và đặt hàng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.